Thưa quý vị, sau nhiều ngày nắng ấm thì trạng thái thời tiết này sẽ phần nào có sự thay đổi vào ngày mai. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, đêm nay đến sáng ngày mai, khu vực miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống nên là có mưa và mưa nhỏ rải rác. Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh lần này có cường độ không quá mạnh nhưng sẽ làm thay đổi trạng thái thời tiết từ nắng ấm chuyển sang mưa phùn. Nhiệt độ cũng đã giảm xuống, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ giảm khoảng từ 2 đến 3 độ C trong ngày mai. Mưa mù và đường trơn trượt khiến cho các tuyến đường ngày cuối năm ở Hà Nội càng trở nên ùn tắc. Việc mua bán hoa và cây cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng một đôi chút. Dạng thời tiết này sẽ duy trì 2 ngày, sau đó thì chuyển trạng thái khô ráo trong dịp Tết Nguyên đán. Riêng khu vực Trung Bộ, từ ngày mai đến ngày 30 Tết có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm, sau có mưa vài nơi, trời se lạnh. Trái ngược với hai khu vực trên, tại Nam Bộ, trời không mưa, nắng nóng vào trưa chiều với nền nhiệt độ cao. Tuy nhiên, người dân nơi đây cũng chuẩn bị đón một đợt chiều cường khá mạnh trong ngày đầu năm mới, nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.